Từ ngày 19 tháng 7, phía siêu mẫu Thanh Hằng xác nhận phía Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố cáo Hoàng Thùy của cô. Siêu mẫu Thanh Hằng cho biết, thời gian vừa qua, các thông tin thất thiệt liên quan chương trình Miss Universe Việt Nam 2024 đã ảnh hưởng rất lớn tới cá nhân cô cũng như các chủ thể liên quan. Nhận thấy cần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như bảo vệ gia đình, bạn bè, nhãn hàng, đối tác liên quan trước những ảnh hưởng tiêu cực từ sự việc Thanh Hằng đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi sở thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác, đề nghị hỗ trợ pháp lý để giải quyết, xử lý các cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch. Đồng thời, Thanh Hằng cũng đã yêu cầu ban tổ chức cuộc thi cũng như nhà sản xuất phối hợp đứng chính các thông tin thất thiệt để bảo toàn ý nghĩa tốt đẹp và tinh thần chung của Miss Universe Việt Nam 2024. Thanh Hằng mong muốn các bên có thể tìm được tiếng nói chung và có thể giải quyết vụ việc trên tinh thần thiện chí. Tuy nhiên, nếu sự việc tiếp tục bị đi quá giới hạn pháp luật cho phép và vượt quá tầm kiểm soát của mình, Thanh Hằng khẳng định cùng luật sư đại diện sẽ tiến hành các động thái pháp lý để bảo vệ mình và các chủ thể liên quan bị các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xâm hại, cho dù gián tiếp hay trực tiếp. Phía siêu mẫu Thanh Hằng cho biết, trong đơn gửi cơ quan chức năng, Thanh Hằng cho biết từ ngày 11 tháng 7 đến nay, tài khoản Facebook Hoàng Thùy với hơn 311.000 người theo dõi thuộc sở hữu của Á hậu, Hoàng Thùy liên tục đăng các bài viết liên quan đến việc bị từ chối tư cách thành viên giám khảo Miss Universe Việt Nam 2024. Theo Thanh Hằng, các bài đăng này liên tục sử dụng các từ ám chỉ, cũng như nhắc trực tiếp tên cô là người có liên quan. Thanh Hằng cho biết ngày 11 tháng 7, Hoàng Thùy sử dụng cụm từ chị chị em em trong bài viết về việc bị từ chối làm giám khảo. Nữ người mẫu cho rằng đây là tên bộ phim điện ảnh cô đóng vai chính. Do đó, việc này khiến khán giả liên tưởng suy nghĩ không đúng về cô. Ngày 12 tháng 7, Hoàng Thùy đăng phần hai câu chuyện và ba ảnh chụp màn hình hội thoại giữa Á hậu với người không rõ danh tính, Thanh Hằng nhận định nội dung bài viết được trình bày để khán giả phỏng đoán về danh tính người trong giới giải trí. Trong đó, một ảnh chụp màn hình tin nhắn nêu tên của một số người nổi tiếng có cô. Thanh Hằng khẳng định trong giai đoạn này, cô bị nhiều tài khoản cá nhân, fanpage Facebook và một số trang mạng xã hội công kích làm tổn thương danh dự mà không có bất kỳ căn cứ nào chứng minh cô là người can thiệp vào việc Hoàng Thùy bị từ chối làm giám khảo. Cũng trong ngày 12 tháng 7, Thanh Hằng cho biết việc Hoàng Thùy chia sẻ lại bài đăng phần hai câu chuyện và sử dụng hát tác, Mỹ Nhân Kế, tên một bộ phim khác, cô đóng chính càng khiến khán giả tin rằng cô là nguyên nhân khiến người mẫu quê Thanh Hóa bị từ chối làm giám khảo. Ngày 16 tháng 7, theo Thanh Hằng, Hoàng Thùy đăng phần 4 câu chuyện với hai ảnh chụp màn hình, trong đó có một hội thoại với tài khoản Zalo được lưu tên Dược Sĩ Tiến một hội thoại khác với tài khoản Zalo không rõ các bên trong cuộc hội thoại là ai. Bà Thùy cố tình đăng ảnh tin nhắn có nội dung chỉ đích danh tôi, Thanh Hằng đã dừng quan Thanh Hằng không muốn. Như vậy, bà Thùy không còn ám chỉ, bóng gió mà đã trực tiếp nêu đích danh tên tôi. Bà Thùy dẫn dắt, điều hướng dư luận chỉ mũi công kích trực diện vào tôi, vô khống cho tôi là người gây ra sự việc khiến bà không được làm giám khảo chương trình, nội dung đơn nêu. Thanh Hằng nhận định tất cả bài hình ảnh Hoàng Thùy đăng trên Facebook đều được thực hiện một cách có tính toán, chủ đích, bất chấp việc các hình ảnh, thông tin này đều là bị đặt, cố tình cắt ghép và không có tính xác thực. Hệ quả xảy đến là có nhiều thành phần quá khích đã tấn công, bạo lực mạng với cô. Họ tràn vào fanpage những nhãn hàng do cô làm đại sứ để kêu gọi tẩy chay, hủy hợp đồng, gây thiệt hại đến công việc, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cô. Giám khảo Miss Universe Việt Nam cho rằng gia đình, bạn bè cô cũng bị ảnh hưởng bởi những lời bình luận tiêu cực từ công chúng. Trưa ngày 19 tháng 7, thanh hằng cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả và các thương hiệu cô làm đại diện trên trang cá nhân chính thức lời đầu tiên cho hằng xin lỗi những khán giả yêu mến hằng đã bị xáo trộn tâm lý bởi ồn ào mấy ngày qua đồng thời hằng cũng xin lỗi các thương hiệu mà hằng đang đồng hành đã vô tình bị ảnh hưởng và hằng cảm ơn rất nhiều vì quý vị vẫn ở đây tin tưởng và hiểu bản chất của sự việc hiện hoàng thùy chưa đưa ra phản hồi về sự việc